Theo ghi nhận của cầu cảng Vạn Giả của huyện Vạn Ninh, đông đảo người dân tập trung để lên chiếc tàu đò sắp xuất bến đi đảo Bãi Dứa nằm trong vịnh Vân Phong. Ngoài hàng hóa được chất đầy trên khoang trước, gần 50 người phải chen chúc nằm ngồi trong hai khoang tàu nhỏ hẹp. Điều đáng nói là tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một chiếc áo phao nào trên con tàu này, trong khi hành trình từ bến ra đảo phải mất hơn 3 giờ đồng hồ vượt biển. Tình trạng chở khách mất an toàn trên đã kéo dài từ nhiều năm nay. Hàng ngày nhiều tàu đò liên tục đưa đón người dân đi lại từ các đảo Bãi Tranh, Bãi Tre, Bãi Dứa, Đầm Môn, Điệp Sơn, v.v. Các chuyến vượt biển của người dân tại các đảo này luôn tiềm ẩn những rủi ro nguy hiểm. Trước tình trạng này, quý khán giả cần lưu ý, tuyệt đối không tham gia vào những chuyến tàu không đảm bảo an toàn trong hành trình tham quan các đảo nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.